Cuối cùng là tôi cũng mua được một chậu cúc mâm xôi. À, sáng nay là vắng khách à? Bây giờ có khách gì? Vâng, còn có một ngày nữa là sang mùng 1 rồi, gì nữa? Vâng. Thôi cứ chúc chị là từ nay đến ngày 30 là mong bán hết đi. Mong là bán hết quá. Vâng. Đây là bây giờ còn hai củ đào này mới chết đây này. Đâu, hai củ đào nào? Đấy, hai củ đào này cũng xem chỗ nào không có. Cô ấy là cho thuê là cho ấy thì anh cũng biết. Bây giờ cây này thì mình xả lỗ đi thì còn cho thuê là bao nhiêu? Được 3 triệu rưỡi rồi. Wow. 3 triệu rưỡi này thì tôi cũng không biết được. Nhưng mà thật ra cây này thì bây giờ mà cho thuê thì 1 triệu rưỡi thì kệ có người thuê. Lại còn lỗ cả tính cái giá lỗ mua, à? Chết, lỗ ra mua. Thế chị nhập về bao nhiêu mà lỗ? Thế có nghĩa là vốn mình bỏ ra 5 triệu rưỡi hai cây. Đúng rồi. Thế bây giờ mà có cho thuê mà 2 triệu một cây thì vẫn bị lỗ 1 triệu đúng không? Năm nay căn bản là kinh tế khó khăn quá. Cho thuê anh giới thiệu đỡ cái. Vâng, đây đang giới thiệu cho chị đây. Đây giới thiệu đỡ. Đây đang đưa lên cho khán giả xem để giới thiệu chị. Đây họ cũng chặt ra để họ sửa ấm này. Năm nay đào phải chặt ra để sửa ấm à? À thế à? Thôi mình năm nay chưa bán được thì cứ sưởi ấm cũng được thôi. Đấy. Các bác xem bây giờ là chủ vườn đào họ cũng bảo là tôi mang ra để đốt lửa sưởi ấm vậy. Đào đẹp này mà không thấy ai hỏi mua nhỉ? Hả? Hả cháu? Năm nay ế lắm á. Ừ, năm nay chú cảm giác đến là rất ế nhỉ? Yeah. Xin chào các bác, anh chị và các bạn. Hiện nay tôi đang đứng trên đại lộ Chu Văn An. Và tôi sẽ mời các bác, anh chị và các bạn sẽ cùng tôi đi một vòng để xem các khu chợ hoa trên dọc đường đại lộ Chu Văn An và các tuyến đường bán hoa về khu đô thị Linh Đàm để các bác xem cảnh buôn bán vào ngày 29 tháng Chạp. Đây là họ bán rất nhiều hoa hồng nhé. Hoa hồng này. Và cúc mâm xôi. Chủ yếu là cúc mâm xôi trên đường. Nhưng cảnh mua bán ngày hôm nay rất vắng vẻ. Mặc dù hôm nay đã ngày 29 tháng Chạp rồi, chỉ còn một ngày nữa là bước sang mùng 1 Tết của năm Giáp Thìn 2024. Tôi mời các bạn sẽ đi cùng tôi. Cái cây này trông rất đẹp ấy. Đẹp. Nhưng mà em ơi, mùa hè nắng mà nắng to thì anh đừng có để nắng. Cây này đẹp đấy nhưng mà cây này 1,3 triệu. Cái này trông dáng rất đẹp nhé. Này. Cái này kiểu trà đấy, không còn cây này cũng là đỗ quyên đúng không? Em cũng là đỗ quyên đúng không? Nhưng màu khác. Đi ra chọn cho anh một chậu cúc mâm xôi đi. Xong bó cho anh luôn cái để anh trở về. Đây ra đây xem nào. Hoa như em đẹp này quay lên nó mới đẹp như em. Nhưng mà năm nay bán chậm nhỉ. Xem là chậu này có được không? Hoa này nó đều. Cái kia nở hết rồi. Để anh chọn một là chậu đấy, hai là anh sẽ lấy cái chậu này nhá. Đây là
chị chủ vườn chị bán đồng giá là 200.000 một chậu cung mâm xôi. Đây đây đây, đây cho tớ nhét đây nè. Có vừa không? Ừ, tôi để tạm với vậy thôi. Đấy, cuối cùng là tôi cũng mua được một chậu cúc mâm xôi. Các loại hoa, cây cảnh. Đây là hoa gì đây hả cháu? À, cẩm tú cầu à? Đẹp nhỉ? Ờ, chú thấy nó mới rất lạ. Đà Lạt đấy. Ờ, cái này bao tiền một nọ đấy? 220.000. Ừ. Nó to quả bóng. Nhưng mà năm nay bán hàng có chậm không? Hả cháu? So với năm ngoái chậm không? Bên kia người ta bán người ta xả lỗ kìa. Cái chú mua cái chậu cúc mâm xôi kìa. Người ta bỏ 250, giờ người ta hạ xuống còn 200, thậm chí có cái chậu nó còn có 150 thôi. Vâng, ở đây thì cháu bán cúc mâm xôi hết rồi. À. Ừ. Đấy, còn một chậu kia bác có lấy thì cháu cũng bán 200. Rồi. Không, chú vừa lấy cái rồi, chú để xe cái rồi. Đấy, chú đi chú quay một số đã. Hải đường đây á? Ừ, toàn hoa trông lạ mắt nhỉ? Toàn này là hàng Đà Lạt ạ. Ừ. Hoa Đà Lạt. À, trong này rất nhiều cây nhất chi mai này. Hoa Trạng Nguyên. Trong kia là một vườn. Chủ nhà hàng đã bày, kia chủ yếu là cây cảnh. Đây là quất. Năm nay bán hàng quá chậm, sức mua giảm sút. Nhiều loại cây, loại hoa, nhà hàng đã giảm giá. Hôm nay là 29 Tết rồi. Chú cũng đang đi tìm đây, xem có ưng với lại cái chỗ bày không. Quất đây à? Không, quất thì mua rồi. Chỉ còn một ngày nữa là bước sang mùng 1 năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 mà khu chợ hoa vẫn đang bạt ngàn. Người mua thì lác đác, người bán thì đang trông chờ. Họ vẫn quyết tâm ôm hàng để chờ đến ngày 30 đợi khách đến mua. Tôi thấy đây rất nhiều các loại hoa lạ nhé. Đủ các loại màu sắc khác nhau, rất sặc sỡ. Đây là một loạt hoa cúc này. Đây cả một vườn địa lan. Hoa trà. Cả bưởi. Cả bưởi cảnh nha. Còn đây là loại này, loại cúc đỏ. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Rất đẹp. Bây giờ tôi đi tiếp sang phía bên kia xem. Bên kia có vẻ có nhiều người mua hơn. Đây dãy bên này cũng rất nhiều các loại hoa cúc khác nhau. Nhiều loại tôi không biết tên nó là hoa gì, cúc gì.
đây là hoa cẩm tú cầu Đà Lạt này. Đây trong này là hoa trà này. Mấy cái hoa trà rất đẹp. Nhưng mà không thấy ai đến hỏi mua. Đây là cây hoa hồng. Năm nay bán có đắt hàng không hả cháu? Hả? À? Nó mày chậm lắm à? Đấy, 28 chứ bây giờ cũng gọi lúc nãy một tháng vắng queo quẹo. Sao chị? Một tháng vắng queo, không có khách, bây giờ mới có khách rồi. À, sáng nay là vắng khách à? Bây giờ có khách gì? Chưa có vắng, không có vắng. Vâng, còn có một ngày nữa là sang mùng 1 rồi, gì nữa? Đấy, có 2 ngày nữa. Vâng. 9-30. Thôi, cứ chúc chị là từ nay đến ngày 30 là có bán hết đi. Mong là bán hết hoa. Vâng. Đây là bây giờ còn hai củ đào này mới chết rồi này. Đâu, hai củ đào nào? Đấy, hai củ đào này anh có xem chỗ nào không? Cô ấy là để cho thuê, là cho ấy thì anh cũng biết. Cái cây này mà bây giờ mà giá này cho thuê là bao nhiêu? Hôm trước là người ta giá em, hôm qua kia thì giá 3 triệu rưỡi. Nhưng nói thật là em muốn bán, em không thuê. Vâng, vâng. Thì cái hôm đầu tiên về thì có cái anh giá 5 triệu. Thế thì đòi mãi 5 triệu rưỡi. Thế cuối cùng thì anh bảo thôi để về anh sắp xếp để chỗ để xong rồi thì bắt đầu lại trả lấy. Thế bây giờ cây này thì mình xả lỗ đi thì còn cho thuê là bao nhiêu? Được 3 triệu rưỡi đâu. Thì bằng người ta 3 triệu rưỡi này thì tôi cũng không biết được. Nhưng mà thật ra cây này thì bây giờ mà cho thuê thì 1,5 triệu thì kỹ có người thuê. Rồi lại còn lỗ cả tí cái giá lỗ mua à? Chết, lỗ giá mua. Thế chị nhập về bao nhiêu mà lỗ? Nhập 5,5 triệu 2 cây rồi cháu có đi mua thằng. Nhập về 5,5 triệu 2 cây. Bây giờ mà cho thuê mà để hòa vốn đúng thì... Cái hôm đấy người ta giá 3 triệu rưỡi, nghĩ vâng. 3 triệu rưỡi đi cho thuê xong thì bỏ chứ làm cái gì. Thì nghĩ go, hôm đấy người ta giá 5 triệu, cuối cùng là không bán. Nói chung là cũng muốn bán rồi, nhưng mà chú bà về chú cần phải sắp xếp chỗ để. Vâng. Về người ta lại đổi ý, thế nó mới... Thế có nghĩa là vốn mình bỏ ra 5 triệu rưỡi 2 cây. Đúng rồi. Thế bây giờ mà có cho thuê mà 2 triệu một cây thì vẫn bị lỗ 1 triệu đúng không? Năm nay căn bản là kinh tế anh khó khăn quá. Nào cho thuê anh giới thiệu đỡ cái. Vâng, đây đang giới thiệu cho chị đây. Ờ, đây giới thiệu đỡ. Đây đang đưa lên cho khán giả xem để giới thiệu cho chị. Ai có nhu cầu đến đây thuê thì gặp chủ vườn ở Đại Lộ, gọi là Đại Lộ Chu Văn An. Để em hỏi xem chú có lấy không. Bây giờ tôi đi tiếp nhá. Đây tiếp tục một nhà vườn nữa này. Bày rất nhiều quất và hiện nay cũng chưa bán được. Và hôm nay là 29 tháng chạp rồi. Tôi nhìn nó còn bạt ngàn lắm. Rất nhiều các loại hoa, cây cảnh rất phong phú. Nhìn trông rất là sặc sỡ, đẹp mắt. Đây là hoa ly này. Người ta gọi đây cái hoa ly là ly thấp. Đây là hoa cúc. Kia là toàn bộ trong vườn. Đấy, kia là toàn bộ kia người ta gọi là cúc Hàn Quốc. Còn đây là cúc tứ quý. Cái cúc này bao tiền một chậu? 80 chậu ạ. 80 nghìn một chậu. Bền cực kỳ luôn, hai cắm canh là bền luôn chứ không có thằng nhất. Chú thì chú mua cúc mâm xôi rồi.
cúc tứ quý cho mình thì đủ 4 màu đúng không? Đủ 4 màu ạ. Cứ đến mà xem. Màu 2, 3, 4 này, trắng này. Màu trắng này, màu tím này, màu hồng này, màu vàng. Sáng rồi. Loại màu vé là 21 màu, tiếng Anh 20. À, đấy, còn hai cái này. Vâng. Cái này là bao nhiêu? Cái này là màu chúng bao nhiêu? Thế như vậy là bác ấy cũng mua được một chậu. Đấy, tôi đang đứng ở trên cái đại lộ Trung Văn An. Đây là một tuyến đường được kết nối giữa đường Nguyễn Xiển và đi vào khu đô thị Sa La, Hà Đông. Đây là toàn cảnh chợ hoa sầm uất nhất trên tuyến đường Trung Văn An này. Nhưng mà cảnh mua bán thì không được tấp nập. Người mua vẫn còn thưa thớt lắm. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp. Mời các bạn sẽ đi cùng tôi. Tôi sẽ đưa các bạn đi xem trên cái trục đường chợ hoa này. Đây là họ bán cả các cái chum, chậu, vại để bày hoa. Đấy, rất nhiều cúc mâm xôi này. Điểm bán lẻ cúc mâm xôi Sa Đéc, Đồng Tháp. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Trên đường không có ai mua cả, rất vắng khách. Chủ yếu là người bán đang ngồi ôm hàng, chờ người mua. Đây là đường Nguyễn Xiển, mời các bạn đi xem. Đây, họ bày bán rất nhiều cây hoa nhất chi mai. Nhất chi mai, mai trắng. Gần như là vắng khách, không có ai hỏi mua. Đấy, chủ nhà vườn mang cả xe tải ra để bày ngồi chờ. Trên đường bán rất nhiều các mặt hàng, túi xách, quần áo, dây thắt lưng. Ở trên lòng đường vẫn nhộn nhịp người dân, chắc trên đường về quê ăn Tết. Đây, đây họ bán giày dép này. Xả giày, xả dép chính hãng. Quất này, bưởi này. Không thấy khách mua. Buồn hưu luôn. Đấy, chỉ có chị bán đang đứng chờ đó. Quất chum, quất lọ. Chả thấy khách mấy nhỉ cháu nhỉ? Vắng nhỉ? Đấy, các bạn nhìn thấy quất bày đầy đường này. Đẹp tuyệt vời, giá là gì à? Bất ngờ thì bà còn bán à? Các loại thanh lý túi 100k, ba lô 150k. Còn đây là đào. Đây họ trưng cả giá luôn này. Đây cây quất này 450.000 này. Quất chum này 450.000 này. Có một số khách đang mua cây đào huyền. Chưa năm nào mà thấy chợ hoa ế ẩm như thế này. Đây có một số cây đào rất đẹp mà cũng không có hỏi mua này. Đào phai này.
Đây, các chị bán hàng đang ngồi hết ở trong kia, che ô ngồi chờ khách nhỉ. Đấy, tôi mời các bạn tiếp tục đi theo tôi để xem chợ hoa ngày Tết như thế nào. Bây giờ hoa đào nở hết rồi. Hoa trà 199.000. Địa lan. Đấy, các bạn thấy cảnh mua bán hoa cây cảnh Tết năm nay rất buồn, người mua gần như thưa thớt. Đây một dãy bán các loại đào cành, đào bó, cũng không thể khách mua mấy. Hoa nở hết rồi. Còn đây là đào rừng này, họ chất như đống củi, cũng không có ai để hỏi mua. Thế nhưng họ còn mang ra họ để đốt sưởi ấm này. Đấy, năm nay đào rừng ế khách thì sao. Thế họ chặt cả gốc ra, cả cành ra để họ đốt lửa sưởi ấm. Đúng là một viễn cảnh mua bán năm nay buồn thê thảm. Đây, cũng rất nhiều bó cành đào rừng, cũng không có ai hỏi mua. Đây, họ chất đống này, dựa hết cả vào tường. Đây, họ cũng chặt ra để họ sửa ấm này. Nó mai đào phải chặt ra để sửa ấm à? Dạ vâng, không thể hiểu, không có bao rồi. À thế à? Dạ. Thôi mình năm nay chưa bán được thì cứ sửa ấm cũng được thôi. Vâng. Đấy, bác xem bây giờ là chủ vườn đào họ cũng bảo là tôi mang ra để đốt lửa sưởi ấm vậy. Nhưng mà đến 30 Tết này có bán được không? À, bây giờ bán được 30 Tết thì bán thì cũng chả ăn thua bao. Năm nay bán chậm nhỉ? Vâng. Đúng là suy thoái kinh tế. Vâng. Thế thôi thì cứ cố gắng chúc cho anh em từ nay đến ngày 30 bán hết nhá. À, vâng, cảm ơn bác. Đúng không? Xả lỗ một tí cũng được. Vâng, tôi mời các bạn đi tiếp. Đây, một dãy bán cũng rất nhiều hoa cúc này trên đường Nguyễn Xiển. Cảnh mua bán vẫn rất điều hưu, không có ai hỏi mua. Mai vàng nở hết rồi. Đây là tôi đang đi vào khu đô thị Linh Đàm xem chợ hoa không khí mua bán ra sao. Đây là quất, rất nhiều quất được bày bán ở đây nhưng người mua cũng không thấy, rất ít. Còn đây là khu chợ hoa trên đường vào khu đô thị Linh Đàm. Đây, rất nhiều đào này,
rất nhiều hoa nụ tầm xuân này, họ bày hết ra vệ đường này. Còn đây là đào, đây toàn là đào cành, cũng lác đác có người hỏi mua. Đấy, còn phía bên này là một dãy đào. Đào đẹp này mà không thấy ai hỏi mua nhỉ? Hả? Hả cháu? Năm nay ế lắm á. Ừ, năm nay chú cảm giác đến rất ế. Dạ. Liệu đến 30 có bán hết không? Hôm nay 29 tháng chạp rồi thì còn có một ngày nữa thôi là bước sang ngày mùng 1 năm mới rồi thì đã. Nhưng mà trông vẫn tươi như kia cả, đúng không? Đấy, chị chủ vườn chị bảo năm nay ế lắm chú ạ. Đấy, các bác, các bạn, anh chị đang xem video trên kênh Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Bênh Đa, hãy tặng cho tôi một like, một lượt chia sẻ để mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Đây họ bày rất nhiều đào mà tôi thấy cũng không có ai mua. Vắng bóng khách. Đấy, ở đây có một chị mua được một cành này. Cành này bao tiền đấy hả à, chị? Dạ 200 à? Thôi bây giờ ủng hộ cho người bán thôi. Bán rẻ về quê đó. Đúng rồi. Bán lô 4. Không, cành này rất nhiều răm này chị này. Răm nhưng mà... Cái này răm lụ này. Đây là nhá. Không, bây giờ về vặt các cái hoa nở đi. Không, chú phải lấy cái này. Những nụ nở là nó bọc bọc rồi. Đấy. Đấy. Bé. Nhưng mà thế họ bảo là phải vặt các cái bông hoa mà nó nở to, nó tàn rồi thì các cái nụ răm này nó mới nở chứ. Nụ này là chơi ngày mai. Nụ này chơi cái ngày kia đấy. Thôi được rồi, mua được rồi chị ạ. Quá rẻ luôn. Được rồi, thì chúc mừng chị cứ mua cành này đi. Này có lộc ấy. Đây, tiếp theo đấy nữa. Rất vắng khách. Đây, phía trước có một anh mua được một cái cây quất này.